Khang Audio Bình Dương xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, nhà thơ Tú Xương, Tú Xương quê ở Nam Định, là người con của đất Thanh Nam. Ông có bài thơ rằng là một rượu, một trà, một đàn bà, ba cái lăng nhăng đó nó cuốn ta. Đấy, chừa được thứ nào hay thứ đó, có chăng chừa rượu với chừa trà. Có phải không ạ? Đấy, tức là bỏ đấy, nôm na ngắn gọn là vậy. Thế nhưng mà tiểu đệ thì mới có ngoài tứ tuần thôi, nhưng mà thực sự là không bỏ được cái gì cả. Rượu cũng không bỏ được, chè cũng không bỏ được, đàn bà thì lại càng không. Đấy, thì vừa mới gọi là tranh thủ nhá. Tranh thủ bây giờ răng còn chắc, còn gặm được thì cứ gặm thôi, đúng không ạ? Chứ không thì cái lúc về lại gọi là trẻ không chơi giờ ân hận đấy. Cái lúc còn chơi được thì không chơi, cái lúc lại rơi vào cái tình cảnh là thị ơi thị dụng, bị bà để bà ngửi chứ bà không chơi, răng dụng hết thì còn chơi cái gì. Tranh thủ vừa làm ấm trà mới nhá, đây vừa làm ấm trà Thái Nguyên mới. Mời quý vị và các bạn nhé. Kính thưa quý vị và các bạn, thì coi như thế là ai có nhu cầu mà mua loa đài âm ly, mua hàng tốt đấy nhá. Thế còn mua hàng không tốt thì thôi. Ai có nhu cầu mua hàng tốt thì liên hệ là với số máy là 0368888479 thì vẫn giao hàng toàn quốc. Đấy, thì hình thức giao dịch thì những người xem mình thì cũng biết rồi, đúng không ạ? Nhập ra tùy tục, vui lòng đặt cọc cho mình 300.000 đồng. Đấy, cửa hàng đến ấy thì nhận hàng trả nốt tiền, nhưng nhớ là phải vỗ tay đấy, thế là cuộc giao dịch của chúng ta thành công. Thế còn tiền phí ship thì bên mua được quyền thanh toán, nôm na ngắn gọn là như vậy, đúng không ạ? Đấy, chuyển cái này sang này, đi vào vấn đề nhá. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chia sẻ kênh YouTube cho Khang nhá, xin cảm ơn rất nhiều. Merci. Kính thưa quý vị và các bạn, chữ âm ly zin tơn BA 3006 này nguyên zin nhá, nguyên zin. Mình lên clip hồi đầu giờ chiều thì có một người anh em điện yêu cầu mình test được vấn đề nhạc cũng như cái phần mạch karaoke này, mạch mic này, phần hát karaoke, đại loại là test chiếc âm ly này. Đấy, để cho người anh em đi đến quyết định, chứ phu nhân, mệnh hệ phu nhân của người anh em là nóng lòng lắm rồi. Đấy, cứ bảo là coi như thế là vợ em bảo là xuống tiền luôn thì không phải suy nghĩ gì. Mà đúng thật, người vợ thật là sáng suốt. Tại vì sao ạ? Tại vì khi đến với Khang Audio nha, thì được sở hữu, được sử dụng cái quyền được mua âm ly tốt. Đấy, thế nên là người vợ này đúng là mà thật sự là rất chi là gọi là cần phải được biểu dương ấy, đúng không ạ? Đấy, cần phải được biểu dương. Thế không dám chậm trễ, đúng không ạ? Để test sản phẩm gửi tới vợ chồng người anh em này cũng như quý vị và các bạn. Thì bây giờ đi vào chuyên môn luôn nhá. Đấy, khỏi phải giới thiệu đúng không? Giới thiệu gầm đi chi kia trước. Quay lại, nhắc lại quý vị và các bạn, mặt rất mới, quắc sáng nhá. Đấy, có cái là trước khi quay video ấy thì mình có test thử đã để xem nó ra làm sao để còn báo cáo, đúng không ạ? Thì báo cáo với lại các đồng chí là cái mạch micro này này, cái mạch mic này nhá. Đấy, ở những cái âm ly bình thường ấy là cái volume mic này phải để hướng 12 giờ, thế nhưng ở cái âm ly này nhá, không biết cái mạch mic này nó sử dụng cái công nghệ của Mỹ hay của Nhật hay là của Nhật và Mỹ hay như thế nào mình cũng không biết, nhưng nôm na ngắn gọn lại là rất chi là nhạy. Đây này, cái volume mic này chỉ để hướng 9 giờ nhá. Đấy, thì cái mic này mình đã phải để cách xa cái miệng mình là 20 cm rồi, nó bắt rất chi là nhạy. Nếu mà để gần sát tí nữa nhá mà không vặn nhỏ volume về, hỏng loa ngay. Không hiểu sao nó lại bắt nhạy thế chứ lại cả hai mạch luôn nhá. Đấy, thế còn sao ạ? Thế còn mạch echo thì nó sử dụng IC0306, thì mình nói rồi, nó hơi khó chỉnh thì mình có thể hướng dẫn quý vị và các bạn đây này. Đấy, cái này nhá cứ để hướng 12 giờ. Đấy, còn cái này để hướng 9 giờ hoặc 10 giờ. Thế là ok, thế là không lo zip nhá. Đấy, thế còn ví dụ nó mà zip thì lại giảm về cái này một tí nữa đâu. Đấy, nhưng đừng giảm hết là giọng nó tối, nó nghe nó lại không được hay. Đấy. Và cái đó, hai cái chương trình đó là báo cáo rồi nhá. Đấy là mình phát hiện ra là cái mạch mic này cực kỳ nhạy. Đúng ra cái mạch mic này đúng là phải đi gì, đi gửi sang Tây nó thẩm định. Bây giờ đi vào test nhạc luôn nhá. Test nhạc. Con xuống cho Body Music con ơi.
Rồi cháu xuống cho tí music nha, bây giờ thử tí mạch mic luôn nhá. Bật nguồn lên này. Sáng không? Đèn sáng quài kêu xi nhan nhấp nháy. Rồi, hướng 12 giờ nhá. Đây này. Đây, cái này để hướng. Nhìn thấy chưa? Đấy, cái vị có nhìn 9 giờ nhá. Thế mới ghê chứ lị. Đấy. Rất chi là nhạy đây này. Thế mới lạ, chẳng biết nó dùng cái công nghệ gì. Mà sao không phải là cái âm ly zin tơn nào nó cũng nhạy được nhá. Hay là con này nó sản xuất ra để nó đi thi. Nó gửi sang Tây nó thi cái âm ly karaoke. Đấy mình giảm cái này về nó khỏi zin này. Giảm về hết là giọng nó tối nhá. Thì mình phải nâng lên. Đây. Alo 1 2 3 4 5 số về đầu xin mời. Xin phép quý vị và các bạn làm vài câu hò của xứ nghệ quê choa nhá. Chưa ai để ra hoa kia thì hoa kia đã nở. Chưa ai để quên đó thì đó đây hạnh đó đã. Chiều anh để tìm em thì em đã lấy chồng. Yêu em anh đừng thừa. Đấy. Đấy là đưa quý vị về quê choa này nhá. Hay bây giờ là ta nghe nhạc đi. Đấy không? Bật nhạc trước quan. Mời quý vị và các bạn nghe tí âm thanh em nó thể hiện nhá. Biết nói câu gì nhỉ? Cũng có thể nói là âm thanh nó đưa ra rất chi là êm dịu hoặc là dịu êm. Chúng mình không còn yêu nhau thì thôi. Em nói ra đi chẳng đến một lời. Thank you.
chuyển tín hiệu đầu vào nữa nhá. Khi mình chuyển tín hiệu đầu vào cứ chơi cắm rắc một này là an toàn nhất nhá. Có cái lỗi gì biết liền. Thì là xin phép dừng clip ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của mình. Chào thân ái. Merci.